này kéo cắt này. Xin giới thiệu các bác một con tủ Hitachi đóng đi để gửi cho bác ở Nghệ An nhé các bác nhé. Tủ Hitachi 6 cánh. Hôm qua em bận đi Quảng Ninh lắp đặt cho các bác điều hòa và tủ lạnh. Bác nào có nhu cầu thì về điều hòa thì alo cho em. Có đầy đủ các mã của hãng Panasonic. Ngoài ra xin giới thiệu các bác một cái sản phẩm tủ lạnh Panasonic 5 cánh. Một tủ lạnh Panasonic 600 lít 6 cánh. Thiết kế của Panasonic các bác biết rồi. Khay kính chịu lực. Có một cái đặc trưng là Nano khử khuẩn Ecolabi tiết kiệm điện. Nano thì tất cả các mùi của thực phẩm chín sống là không có mùi hôi. Bác nào dùng tủ Bala thì biết rồi, không còn phải bàn cãi nữa. Đây nha các bác nhé, Ecolabi tiết kiệm điện. Đấy. Sản phẩm 5 cánh và 6 cánh giới thiệu các bác. Bác nào quan tâm nhu cầu thì alo cho em nhé. Con 5 cánh này em đang bán là 15 triệu các bác nhé. 5 cánh đang bán là 15 triệu. Đây, sản phẩm nội thất rất là mới. Cũng giới thiệu cho một con tủ Toshiba gương. Con này 550 lít. Của một bác ở Hải Dương đã cọc tiền rồi. Hôm trước em lên sóng các bác đã cọc tiền luôn rồi. Đấy. 550 lít, 551 lít. Chạy có 87W các bác nhé. Có 87W thôi. Đời 2019. Sản xuất tại thị trường Nhật Bản. Xuất cho Nhật đây. Mặt gương không có bàn cãi gì. Con này em bán cho bác ấy là 27.500.000. Bảo hành 25. Đấy, bác nào có quan tâm sản phẩm tủ lạnh thì cứ alo cho em. Còn đây một con tủ lạnh 500 lít cho một bác ở Hà Nội. Đầu tuần này các bác làm việc thì em sẽ chuyển. Nói chung lịch tủ như em dường như cũng kín rồi. Thế mạnh về tủ lạnh. Đấy. Rất là đẹp các bác nhé. Con tủ này thì rẻ. Con tủ này thì bác cái yêu cầu chạy nồi đồng cuối đá. Đấy, em bán cho bác có 16.500.000. 500 lít. Đấy. Phím điều khiển bằng phím cơ. Những con tủ giá cực kỳ hợp lý. Các bác cứ nếu quan tâm về tủ lạnh, máy giặt điều hòa, cái những máy alo đặt tầm tiền nào nhà cũng có nha các bác nhé. Vẫn đảm bảo chất lượng nha các bác.